tháng qua dần. Tôi đi chinh chiến tự thi quê hương thống khổ, gót mòn phong phương từ mùa đông sang hạ, trên cao nguyên lửa loạn hải hùng, chiến trường là huyền ca chinh chiến. Vòng gác đêm trường bâng khuâng, tôi nhớ đến thời gian trôi. Từ ngày ra đơn vị, tôi bôn ba khắp miền chiến thần, chưa một lần về thăm phố phường. Đêm cao nguyên về lạnh giá, mong gió gửi về em lời ru đêm giấc ngủ. Lòng đất khô cằn nghe quê hương nói, dù bao gian nguy cắt trở. Cái chất âm của những cái đầu giải mã đến từ thương hiệu Mazang ấy, thì nó luôn có một cái gì đó, cái âm thanh nó rất là rộng, nghe nó rất là thoáng với cái tất cả những cái nguồn vào, bao gồm cả optical, coaxial hay là USB DAC. Ngày hôm qua thì em có đăng tải tổng hợp những chiếc đầu giải mã đang có hàng tại Thanh Tâm. Và trong cái danh sách những sản phẩm đó thì cũng có một chiếc máy đến từ thương hiệu Rossmann với tên mã là DA200. Và sau cái video đăng tải thì cũng có một anh khách ở trong thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ Thanh Tâm chiếc DAC đó. Và để tiếp tục gửi tới các bác sản phẩm tiếp theo, ngày hôm nay em sẽ gửi tới các bác một chiếc DA200 tiếp theo mà đang có hàng tại Thanh Tâm Audio. Con DA200 này thì cũng được Thanh Tâm đấu giá và tuyển chọn trực tiếp, chính bản thân em tuyển chọn các bạn nhé, và đưa về Việt Nam với hình thức là đã qua sử dụng. Bộ DA200 này thì với cái thiết kế cũng như cái chất âm sở hữu thì nó mang lại cho các bác những cái tính năng nó ưu việt nhất. Các bác sẽ có một con DAC với kích thước là 36cm, chiều sâu là khoảng gần 30, và chiều cao tính cả đế của máy thì sẽ rơi vào khoảng 7cm. Một cái thiết kế rất là trang nhã với cái nhôm phay dày 4 ly ở mặt trước. Màn hình hiển thị dạng LED màu trắng, có đường đổi suộc bao gồm optical, coaxial, USB và line 1 cũng như là line 2. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái núm vặn âm lượng cho các bác chơi chế độ phone. Núm vặn âm lượng trong chế độ fixed, em xin lỗi các bác. Ngoài ra thì máy cũng được trang bị một cái chân cắm headphone với 6 ly. Mặt trước thì chúng ta sẽ có thêm một nút bật tắt nguồn với cái thông tin là operation và cái chữ ký logo của Luxman với cái tên mã sản phẩm là DA200. Hình thức của máy thì cũng như bao chiếc sản phẩm DA200 khác về hàng tại Thanh Tâm thì đều là đẹp xuất sắc. Các bác có thể nhìn thấy mặt lưng của máy này được sở hữu một cái lớp sơn màu bạc rất là đẹp. Mặt trước nữa, mặt trước thì các bác có thể quan sát kỹ, không có cấn cạnh bất kỳ mép nào các bác nhé. Còn phía sau của chiếc DA200 này thì chúng ta sẽ có các cổng kết nối như sau. Ở phía sau thì các bác sẽ có đường vào analog in, sẽ có hai đường với line 1 và line 2. Về hệ thống đường out tiếng ra âm ply thì các bác sẽ có một đường line out và một đường balance. Hệ thống bo mạch digital in thì các bác sẽ có USB từ máy tính này, đồng trục này, quang học từ TV, và chúng ta cũng sẽ có đồng trục và quang học out. Con máy này được sản xuất năm 2012 và made in Japan các bác nhé. Đó là về phần kết nối mặt sau. DA200 cũng như những cái sản phẩm của thương hiệu Luxman này thì họ sẽ không có chạy theo những công nghệ
Có nghĩa là họ sẽ không có những cái tính năng như là không dây hay là wifi hay là USB, mà tất cả những cái tính năng này người dùng phải nâng cấp từ những cái thiết bị phát khác. Họ chỉ tập trung vào nghiên cứu và đưa vào cái sản phẩm của mình những cái hệ thống, những con chip giải mã cũng như những con tụ mà tạo ra một cái tiếng đặc trưng riêng của Lossman với cái trường âm nó rất là rộng. Bộ sản phẩm này thì Tactile Audio đang có cái mức giá là 22 triệu các bác nhé. Bác nào quan tâm tới chiếc DA200 thì có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm. Nhớ chiều mưa đổ mưa ngâu, đường khuya hun
tâm tới chiếc DA200 có thể liên hệ tới số hotline của Thanh Tâm qua hai đầu số